Hai Phong xin chào. Trời đất ơi các bạn ơi, ở ngoài mưa khá là lớn ha. Thì hiện tại là mình đang đi ải và đã hoàn thành ải và chuẩn bị mình wrapping một cái con nhân vật có tên là Kaneki. Rồi để mình mở tiếng của Roblox lên nè. Bây giờ mình sẽ wrapping cho bạn coi ha, đi được 5 viên luôn các bạn à. Bây giờ chỉ cần wrapping thôi. Nhân vật mà mythical để rắc tinh miếng thịt cừu đó các bạn, mình đã có rồi. Dư ra được 3 viên. Cả đống cả làng đây nè. Xuống khoe của liền chứ. Ủa đâu hết rồi? Đây 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 đây. Các bạn thấy nhiều không? Tầm khoảng đâu mấy chục con đó các bạn à. Rắc tinh liền. Máy chạy. Ôi mưa lớn quá các bạn ơi. Chắc rắc tinh xong mình chờ tạnh mưa rồi mình cộng nhân vật thêm một tí nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ review cho các bạn xem ha. Bây giờ mưa khá là lớn và rất là ồn, nên là bình luận video thì không tốt lắm các bạn. Các bạn chờ nha, mình sẽ quay trở lại nhanh thôi. Mình định là không quay clip về cái con nhân vật này rồi các bạn. Cái con mà wrapping ở bên tầng 8 nè. Nhưng mà nhiều bạn yêu cầu quá, nên là mình quyết định là quay clip luôn. Mấy bạn hỏi mình á, là cái con này nó có đáng xài hay không. Thì nếu mà không có game pass đó, thì nói thật với mấy bạn là nó rất là đáng xài. Và những bạn mà ở tầng thấp á thì cực kỳ đáng xài luôn. Tại vì mấy bạn không có bí ẩn. Còn mấy bạn ở tầng cao hả, thôi đem vứt rác hoặc là để sưu tầm đi. Cái này mình nói thật sự luôn. Tại vì á, những bạn tầng cao, các bạn xài gì cũng bét đó nữa. Các bạn xài Ami, tệ lắm là Gon, hoặc là cũng hàng Shiny như mình đây. Có bạn bây giờ á hả, thu thập gần như là đủ 6 con bét bí ẩn ở tầng 11 rồi đó các bạn à. Rồi thêm 2-3 cái con mà Shiny mà bạn rắp tinh ở tầng 11. Nó nên là đâu có cần xài cái con bét đó nữa đâu các bạn. Cái con bét này á, nói thẳng ra đó, là nếu mà mấy bạn không có game pass á thì mới xài cái con này thôi. Còn mà mấy bạn đã mua game pass rồi đó, thì mình đảm bảo cái đội hình của mấy bạn tệ lắm là cũng phải có 3 con bí ẩn. Đảm bảo chắc chắn điều đó luôn. Tại vì đã đầu tư mua game pass thì mấy bạn phải bỏ thời gian ra để treo đúng không? Rồi bỏ cái thời gian ra treo thì chắc chắn mấy bạn có bí ẩn là cây điều dám chắc luôn. Còn mấy bạn không có game pass đó thì mấy bạn mới treo từ từ để cho nó đủ cái số lần ở trên đây nè các bạn. Để các bạn sở hữu một con mythical. Rồi các bạn đi ải các bạn rắp tinh ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ dẹp cái đội hình của mình vào ha. Rồi mình xài con này cho các bạn coi sức mạnh nó như thế nào. Có đáng xài hay không? Rất đáng các bạn à. Nếu mà các bạn nào mà ở tầng thấp, có thể là dưới cái tầng 8 này, hoặc là các bạn ở lên tầng 9 rồi nhưng mà không có bét xịn xài đó, thì cứ xuống rắc tinh con bét ở tầng 8, tầng 7 xài rất là ok luôn. Lượng đam của nó mang lại để coi nào. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu kéo xuống để coi coi. Lượng đam nó mang lại là cấp 120 nha các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn đừng có nâng cao quá, nâng vừa tầm được rồi. Tại vì tương lai mấy bạn còn đập vào những cái con bét khác mà. Nên là đập vào đây thì nó tốn lắm. Nó mình nâng cao lắm là 115 thôi các bạn à. Này mình khuyên mấy bạn luôn, nâng tầm 115 thôi. Nếu mà bạn nào rướng rướng á, thấy đội hình yếu quá đó, có thể lên 120. Đừng nên rướng thêm nữa, mất thời gian lắm ha. Hoặc là nâng 110 thì cũng được. Được 21M nhưng mà thấy 115 là nó đỉnh cao nè. Nãy bấm luôn 150 à, 115 là ok. Ok nhất đối với cái đội hình của mấy bạn mà ở những cái tầng dưới đang leo tầng từ từ ha. Cũng như là đi ải thì cấp 115 là thấy khá ok rồi. Còn các bạn nào mà quay được Eto thì cứ việc xài Eto. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu. Đầu tiên là mình sẽ tắt cái phần đam chí mạng đi nha các bạn. Để tu lít nè. Với cấp độ 108 thì mình lít một lần sẽ là 2.72 ha. Và các bạn nào mà chơi game này á, thì mình cũng nói nhiều lần rồi. Các bạn nên đầu tư mua cái này 69 Robert ha. Để cho nó tự động lít. Chứ không có tự động lít các bạn bấm đây mệt lắm các bạn. Nó đi ải nó tiện rất là nhiều thứ. Thì với cái con bét này á, thì nó xài chiêu là bao nhiêu gái xài chiêu vậy? Gồng cũng khá lâu nha. Nó cỡ tầm cũng 5 giây á mới ra chiêu. 1 2 3 4 5 6 và cái thứ 7 thì sẽ phát động chiêu nha các bạn. Gồng nó bắt đầu chọt. Ủa mình tưởng đâu tọt lên đây tọt thẳng vô chỗ này chứ các bạn nào ngờ bay lên chứ.
Mình tưởng nó tọt thẳng là coi như là cái con này là mất giống rồi, giống tốt năng suất cao rồi coi như xong à. Này các bạn coi nè, kéo kiếm đây là chuẩn bị tọt nè, đó. Mình tưởng tọt thẳng vô đây nào ngờ lướt ha. Lướt thẳng về trước rồi để lại những cái đường kiếm chém tá lả luôn bua. Vậy là con này xong à. Nhưng mà đánh mà không có cái lít này đó các bạn thì nó có nhanh vậy đâu. Thôi mình nghĩ là mình nên xuống dưới những cái tầng thấp hơn nữa để mình test các bạn ơi. Để test tầng này nó lẹ quá. Rồi xuống tầng 9 ha. Bó tầm khoảng đâu 1B thôi. 1B và 500B test là ok rồi. Xuất hiện đi đại ca. Đây 1.25 ok nha các bạn. Và mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nguyên một cái dãy đội hình ha. Mà một cấp 108 nè. Để mình có thể so thời gian cho các bạn coi. Đây là những nhân vật mà mấy bạn ở những cái tầng dưới thường xài á. Gồm có Bu bí ẩn nè, Don Flamingo bí ẩn. Rồi con này là tầng 11 là con Raptin. Nhưng mà thôi cũng so sánh ở trong đây luôn. Kế đến là con Nagato. Và cuối cùng là Monkey D. Luffy. Còn mấy con này thì nó vượt cấp rồi. Mình cũng làm biến cộng quá các bạn, mất thời gian. Định cộng con ngàn rưỡi Robert lên mà thôi. Dẹp qua bên đi. Không có bạn nào mà giác mua con đó đâu. Ngoại trừ mấy bạn mà yếu quá đó. Mà yếu quá cũng mua con đó nữa. Này là HV cho mình. Cho mình chửi mấy ngày trời luôn. Kêu không chịu để. Đó để mua game pass để cài lên cho mạnh. Mà đưa mình 1.500 Robert. Cho mình mà còn bị mình chửi nữa các bạn. Chữ. Tự nhiên giác ngàn rưỡi Robert mua cái con mà nó gớm ơi là gớm, trong khi cái đội hình của mình cộng lên là hơn con đó rồi. Mình biết á là bạn ấy cho thì mình rất là biết ơn. Nhưng mà đội hình của bạn ấy yếu, bạn ấy không lo tút cái đội hình của bạn ấy lên cho mình con đó làm cái gì. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nha các bạn. Đầu tiên là mình đang định làm gì ta? Mình tự bấm bấm trong đây là mình kiếm gì trong đây trời. À, tắt cái auto clicker. Rồi. Như thế này mới test ok nè. Rồi xuống dưới những cái tầng thấp hơn đi các bạn ơi, đến đây test mất thời gian lắm. Rồi vô cái khu vực Gulf City ha. Để mình test nè. Đầu tiên á, đứng chờ cái con boss mini xuất hiện đi. Đó, 345 là test ok rồi các bạn à. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm giờ cho cái con EDG này ha. Lúc đầu mấy bạn kêu mình review, mấy bạn kêu anh quay ra cái con nhân vật có tên là EDG God để review đi. Mà mình tra Google, mình tra quá trời tra luôn. Mà kêu, ủa, mình nhớ là đâu có cái con nào mà nó tên lạ lùng vậy đâu. Trời đất ơi, lay quay lay say, cái nằm trong cái phần rắc tin. Đúng đau lòng thiệt. Gặp các bạn nhắn tin cái tên. Nhắn comment bên dưới. Cho ai không cho, cho đứa ngu tiếng Anh như mình. Trời đất cơ. Mình ngu tiếng Anh thì mình nói ngu tiếng Anh nè. Chứ mình không có dạng mà trời mình giỏi tiếng Anh lắm. Đúng giỏi thiệt. Một từ mình có thể đọc ra được 10 kiểu đọc khác nhau. Chẳng hạn EDG, hoặc là EDG, hoặc là EG, hoặc là E. Nói chung là rất là nhiều cách đọc khác nhau nha. Mình bây giờ mình đọc thì mất thời gian video ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu test nè. 1, 2, 3, nhảy vào đây ca. Trời ơi, mất một giây sau nó mới đấm các bạn ơi. Rồi không sao, mình sẽ đứng cố định ở chỗ này ha. Coi là bao nhiêu giây hạ được cái con này. 345m máu. Ra tay, lấy liền. 14 giây nha các bạn. 14 giây là anh ta đã hạ được rồi. Rồi kế đến thì mình sẽ giác cái con nào ta? Con Luffy đi các bạn. Luffy. Phi mũ rơm ha. Dẹp vô chứ, mình dẹp vô rồi bắt đầu mình lấy Luffy ra. Cũng 108 luôn nha các bạn. Và cái lượng đam của nó đó thì là bao nhiêu ta? 14m. Còn cái con này á là đến 17m. Chắc chắn Luffy rỡm mu thua rồi. Làm sao mà có thể hơn được. 1, 2, 3, let's go. Nó hơi lâu hơn nha. 5 giây đã trôi qua rồi. Để xem anh Luffy có làm nên được kỳ tích gì hay không. Sử dụng chiêu. Ui, 13 giây à. Ghê đấy. Ghê. Thì các bạn so sánh đam tay thì chưa hết đâu ha. Mà các bạn phải tính đam chiêu nữa. Và cái thời gian ra chiêu như thế nào. Và Luffy thì 13 giây nha các bạn. Tính ra Luffy đánh cũng nhanh đó chứ. Nhưng mà đánh lâu dài dài lâu thì mình không biết. Tại vì đây là mình đang so với một con boss chứ lượng máu khá là thấp.
và mình đã tắt đi cái đam chí mạng rồi nha bạn, không còn đam chí mạng nha, cũng không còn đam lít gì hết. Rồi tiếp theo là mình sẽ so sánh với con Nagato nha. Nagato đây, quên nữa, bấm đây để dẹp vô rồi giác đại ca Nagato ra. 1, 2, 3 nhảy vào để xem coi đại ca Nagato này diệt cái con này bao nhiêu lâu. Cao nhất là 15 giây, nhưng mà mình nghĩ chắc đại ca thì lâu à. Trời ơi nội, cái chiêu mà dồn mà đè xuống được chắc cả buổi trời. 17 giây các bạn, quá chậm ha. Tuy là cái lượng đam, để coi coi, lượng đam là 15M à, là thua nhân vật này rồi. Các bạn có nhân vật này các bạn mạnh hơn bí ẩn được tầng 1, tầng 2 là chuyện bình thường à. Rồi tiếp theo là đến đại ca này ha. Đại ca này đến 20M luôn các bạn à. Raptin tầng 11. Rồi xài vô, từ từ tắt đi ha, phải tắt đi mới xài vô được. Đây là Raptin tầng 11 nha. 1 He Pe. Mình cũng cho nó đứng ngay cái vị trí đó nha các bạn, chứ không thay đổi ha. Đại ca này thì đến lần thứ 9 mới xài chiêu luôn các bạn, và còn chiêu khá là lâu, nên chắc mình nghĩ là sẽ khá mất nhiều thời gian đây. Rồi đó, đấm cái là xong rồi. Ra gồng bữa 18 nha các bạn, 18 giây. Thì tại vì do là cái con boss này máu nó thấp quá đó, nên là các bạn thấy vậy. Chứ với những cái con boss máu cao á thì trảm xuống cái là cả bê đó các bạn à. Nhanh hơn đây, đừng vỡn. 18 giây nha. Với cái con boss Tati ở bên khu vực ngạ quỷ ha. Rồi tiếp theo sẽ là Don Flamingo. Sao mình cứ quên hoài vậy ta? Don Flamingo bằng nha các bạn. Vậy là các bạn chỉ cần có con này là các bạn có thể là bằng cái lượng đam của tên Don Flamingo ha, khi mà các bạn nâng lên 108. Còn mà nếu mà nâng cao lên thì như thế nào nha? Mình chưa tính về cái lượng đam mà nó nâng cao lên á. Nâng cao lên, nâng cao lên 135 full luôn, là 340. Rồi cái con ở khu vực ngạ quỷ mà mình Raptin, vậy là thua tầm 10M rồi các bạn ha. 10M cấp lớn thua cũng trên nhau kinh lắm nha. Nhưng mà để coi nào, anh Go giải quyết cái con boss này là bao lâu. Đâu là cái chỗ đồng hồ bấm giờ của mình đâu ra. 1, 2 và 3, let's go. Thì chỗ đứng y cũ và cái vô thì nó sẽ tốn 1 giây để vào nha. Đó, anh Go ra chiêu rồi. Trời, khiếm phát nữa anh Go. 12 giây nha các bạn, anh Go làm 12 giây. Nhanh hơn ha. Nhân vật bí ẩn tầng 4 mà. Và tiếp theo là cái con này là Majin Buu, nhân vật bí ẩn tầng 1 mà không phải là Shiny nha. Shiny không biết quay chừng nào cho nó ra nữa. Bây giờ bắt đầu luôn, khỏi đếm, nhảy vào làm luôn cho rồi. Ly lẹ đi chứ, trời ngoài sắp mưa rồi. Ê, chết rồi. Quên. Lại đi các bạn, lại đi. Này là lỗi mình. Nó bị trục trặc kỹ thuật cái. Tại vì lúc mình dừng đồng hồ của Don Flamingo đánh đó, thì mình để cái số dây như vậy, mình cho nó chạy luôn à. Bây giờ làm lại ha. Lại, nhảy vào. Bu dứt. Lia lịa đi Bu ơi. 6 giây trôi qua rồi. Rã chiêu. Ôi, vậy mà chưa chết con boss ha. Vậy là khoảng 2 cái nữa mới chết các bạn à. 16 giây thì bu hạ được con boss Tatka ở bên khu vực ngạ quỷ ha. Rồi vậy là xong rồi đó các bạn à. Còn mấy con này thì không có test đam nó cao quá rồi, mình chỉ test đam bằng thôi. Vậy thì các bạn nghĩ là cái con này nó có đáng xài hay không? Nếu mà mấy bạn không có Don Flamingo bí ẩn thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hoàn mỹ luôn. Với những bạn mà tầng thấp và các bạn có thể là sử dụng nó lên đến tầng 11 luôn cũng là chuyện rất là bình thường. Tại vì đây nè, minh chứng rõ ràng là bạn Bin sử dụng nó đến tầng 11 luôn các bạn ơi. Bạn Bin chế tầm khoảng đâu 5-6 con này là Raptin luôn. Tại vì bạn ấy không có game pass á, nên là quay không ra bí ẩn, nên là bạn ấy phải sự lựa chọn là mấy con này. Rồi nếu mà ngon hơn nữa thì các bạn có thể Raptin Kirito, rồi Raptin những cái con mà ở những cái tầng mà nó cao hơn ha. Còn nếu mà thấy mà nguồn vốn của mấy tầng cao quay tốn kém quá thì các bạn có thể là đi những cái tầng cao, sau đó xuống đây Raptin những cái con này. Rồi các bạn vượt ải lên những cái tầng cao từ từ, có tiền á,
rồi các bạn bắt đầu đi kiếm những con mythical để các bạn crafting những con tầng cao hơn. Đây là những cái con best dành cho những bạn không sở hữu Game Pass nha. Tại vì á, các bạn quay bí ẩn thì may mắn lắm thì nó mới ra được con bí ẩn đúng không? Còn các bạn không sở hữu Game Pass thì mấy bạn có thể sử dụng những cái con crafting này thay cho những cái con bí ẩn mà mấy bạn chưa có. Rồi tương lai thì từ từ các bạn tính cái đội hình sau ha. Rồi từ 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 phàn 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 phàn. Mình có một cái ý này. Trước khi kết thúc video. Đây. Các bạn thấy gì chưa? Làm sao chạy với mình được? Im im im. Dần dần mò mò xíu các bạn. Đây nè. Nhân vật bí ẩn nha các bạn. Bato quay được nhân vật bí ẩn. Đúng đỉnh cao luôn. Cái quái gì thế này? Bị qua mắt à? Game lắc à các bạn ơi, game lỗi rồi. Nhìn đây một con, rồi đây một con. Trời đất ơi. Ami. Ui. Ui, mình có đúng một con luôn á, sao mặt tao đến hai con? Ôi, bác tô chính thức sở hữu được hai nhân vật bí ẩn ở tầng 11 nha các bạn. Cỡ mà bác tô cầm đây hàng shiny nữa mình rống không á, mình lết không nổi. Sẵn đây xì boy trả thù các bạn à, lúc trước boy mình quá. Hôm nay thấy tuy là không có dòng chữ màu đen các bạn, nhưng mà phát hiện ra bác tô có hai con nhân vật bí ẩn ở tầng 11 ha. Mình đã chính thức xì boy. Các bạn có thể ra channel của bác Tô xem những video cũ rồi kêu bác Tô ra video nhanh ha. Anh trend bôi hết rồi. Vậy là được rồi các bạn à. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này của mình ha. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Các bạn nhớ lên channel của bác Tô và kêu là anh trend đã bôi hết rồi. Anh mau mau xuất clip đi anh. Bye bye các bạn nha.